Bản tin tối ngày 25 tháng 10. Kính chào quý vị, Phương Anh kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, Quảng Ninh cách ly tập trung với người vào tỉnh từ vùng cấp độ 3, 4. 100.000 người ở Bình Dương bị chi sót tiền hỗ trợ, hơn 700 trường hợp ở Sài Gòn được nhận nhầm. Phát hiện chất cấm khi xét nghiệm nước tiểu của hàng chục học sinh ở Quảng Ninh. Ngày mai giá xăng có thể tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học tránh bão, sơ tán dân ở các điểm sạt lở. Tin thế giới, Đông Âu vật lộn với đợt bùng dịch tồi tệ nhất, Mỹ theo dõi rất cẩn thận biến thể AI 4.2. Hàng trăm triệu găng tay y tế đã dùng xuất khẩu từ Thái Lan sang Mỹ. Nhiều quan chức cấp cao Sudan bị bắt giữ. Ý xin đi tù thay vì ở nhà với vợ. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết, tin tại Việt Nam. Mời quý vị đến với một số thông tin đáng chú ý về dịch bệnh. Quảng Ninh cách ly tập trung với người vào tỉnh từ vùng cấp độ 3, 4. Từ 12 giờ hôm nay, ngày 25 tháng 10, Quảng Ninh thực hiện cách ly tập trung từ 7 ngày đến 14 ngày với người vào tỉnh từ địa bàn có dịch cấp 3, cấp 4, tương ứng với vùng cam và vùng đỏ, nhưng không phải trả phí sinh hoạt, ăn uống. Cụ thể là, với những người tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cách ít nhất 14 ngày, thì cách ly tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Với những người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều nhưng liều cuối cùng chưa qua 14 ngày, thì cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ 7 và thứ 14. Trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ 7, thứ 14. Từ ngày 12 tháng 10 đến nay, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 38 F0, trong đó 9 ca là người về từ các địa bàn có dịch. Theo nhận định ban đầu, số ca mắc COVID-19 về từng vùng dịch khá nhiều. Khách đi máy bay, tàu hỏa không cần khai cam kết phòng dịch. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ hôm nay ngày 25 tháng 10, hành khách đi máy bay và tàu hỏa không phải kê khai bản cam kết phòng dịch như trước. Hành khách khi di chuyển cần khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC COVID. Theo quy định trước đó, hành khách khi đi máy bay, tàu hỏa phải kê khai thông tin cá nhân và bản cam kết phòng dịch theo mẫu. Tuy nhiên, yêu cầu này gây ra tình trạng tập trung đông người tại nhà ga, làm chậm giờ khởi hành. 100.000 người ở Bình Dương bị chi sót tiền hỗ trợ, hơn 700 trường hợp ở Sài Gòn được nhận nhầm. Vâng thưa quý vị, đợt bùng phát dịch lần thứ tư tại Việt Nam cùng với những quy định giãn cách kéo dài khiến người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đói khát, thất nghiệp. Trong các gói hỗ trợ của chính phủ cũng như của riêng địa phương, mới đây tại Bình Dương, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, đối với phản ánh của người dân về những trường hợp sót hỗ trợ, tỉnh đã rà soát và phát hiện khoảng 100.000 trường hợp bị sót, tập trung ở thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên. Theo ông Cường, đến nay Thuận An đã hoàn thành chi bổ sung, còn thị xã Tân Uyên đang bổ sung. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 23.000 trường hợp bị trùng lặp, nhầm đối tượng, tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Uyên, trong đó có 2.044 trường hợp chi nhầm đã được thu hồi, hơn 20.000 trường hợp trùng lặp, còn lại thì không chi. Lý giải về việc để xảy ra chi sót với số lượng lớn, ông Cường cho hay khi triển khai, tỉnh đang thực hiện chỉ thị 16, thời gian thực hiện gấp, lực lượng ít phân tán, người dân ở trong phường khóa chặt nên việc sai sót khó tránh khỏi. Hiện tại Bình Dương vẫn còn hàng chục nghìn người vẫn chưa trở lại nhà máy làm việc, nhưng công nhân mới trở lại nhà máy cũng chưa có lương, khiến đời sống gặp nhiều khó khăn. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong gói hỗ trợ đợt 3, có 5 nhóm người được nhận với mức 1 triệu đồng một người và chỉ nhận một lần. Tuy nhiên, tại huyện Hóc Môn, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch huyện cho hay, qua rà soát đã phát hiện 713 trường hợp kê khai không trung thực để nhận tiền hỗ trợ. Cụ thể, các trường hợp trên kê khai hai nơi để nhận hỗ trợ hai lần, lợi dụng trẻ em kê khai nhiều lần, ghi sai số chứng minh nhân dân để phần mềm không phát hiện và nhận hỗ trợ khi vẫn đang hưởng lương. Với những trường hợp vi phạm này, huyện khuyến cáo người dân tự giác nộp lại tiền trước ngày 27 tháng 10. Hiện nhiều người dân đã trả lại tiền sau khi nhận được thông báo cũng như từ chối nhận tiền hỗ trợ dù có tên trong danh sách do nhận thấy hoàn cảnh không khó khăn. Tiếp theo, mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý khác. Phát hiện chất cấm khi xét nghiệm nước tiểu của hàng chục học sinh ở Quảng Ninh.
Chiều ngày 25 tháng 10, đại diện trường Trung học phổ thông Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, công an đang điều tra làm rõ vụ việc 13 học sinh của trường có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn cùng một loại kẹo. Loại kẹo này có màu xanh, có in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc do một học sinh nam trong lớp mang đến. Trước đó, vào 7 giờ 45 sáng cùng ngày, trong giờ chào cờ đầu tuần, một học sinh lớp 10 có triệu chứng bị ngộ độc như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay. Sau đó có thêm 12 học sinh khác có biểu hiện tương tự. Các em đã được sơ cứu tại trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hạ Long. Bệnh viện Đa khoa Hạ Long cho hay 13 học sinh nhập viện trong tình trạng kích thích, buồn nôn. Sau khi xét nghiệm nước tiểu, 13 em đều có kết quả dương tính với ma túy. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện. Ngày mai giá xăng có thể tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19 tháng 10 tăng mạnh so với kỳ tính giá ngày 11 tháng 10. Còn tại Việt Nam, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo đà tăng nhanh của giá xăng thế giới những ngày qua, nếu không tác động đến quỹ bình ổn và giữ nguyên các loại thuế phí hiện tại, ở kỳ điều hành ngày mai, ngày 26 tháng 10, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 1.420 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 1.940 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với dầu diesel có khả năng tăng 1.140 đồng một lít, dầu hỏa tăng 970 đồng một lít và dầu ma rút tăng 180 đồng một kg. Và đây có thể là lần tăng thứ tư liên tiếp trong vòng hơn một tháng qua và nếu đúng như dự báo, mỗi lít xăng sẽ tăng lên mức gần 25.000 đồng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Xe kinh doanh không đổi biển số vàng có thể bị phạt tới 8 triệu đồng. Ngày 25 tháng 10, Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM cho biết, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, các xe của doanh nghiệp cá nhân đang kinh doanh vận tải biển số trắng phải đổi sang biển số vàng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các xe kinh doanh không đổi biển số vàng sẽ bị phạt tiền từ 2 cho đến 4 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 đến 8 triệu đồng đối với doanh nghiệp, theo quy định tại điểm D khoản 7 điều 30 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Trình tự thủ tục cấp đổi biển số vàng như sau. Đối với xe đăng ký mới, hồ sơ gồm có giấy khai đăng ký xe theo mẫu 01 của thông tư 58, giấy tờ lệ phí trước bạ xe, giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, giấy tờ nguồn gốc của xe. Đối với xe đang kinh doanh, đổi sang biển số vàng, hồ sơ gồm có giấy khai đăng ký xe, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu. Hiện thành phố còn hơn 50.000 xe kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số vàng. Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học tránh bão, sơ tán người dân ở các điểm sạt lở. Sáng nay, tỉnh Khánh Hòa ra công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão số 9, trong đó tỉnh yêu cầu các địa phương cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày là ngày 26 và ngày 27 tháng 10. Các địa phương ven biển được yêu cầu kêu gọi tàu, thuyền, kể cả các tàu du lịch còn hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm chỗ tránh trú bão an toàn. Sơ tán dân trên các lồng bè, điểm sung yếu đến nơi an toàn trước 6 giờ ngày 26 tháng 10. Từ 18 giờ hôm nay, ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản phải ngưng đánh bắt, vận chuyển, lưu thông đến khi kết thúc bão. Hoạt động các chèo Vinpearl tạm ngừng từ 10 giờ ngày 26 tháng 10 đến khi kết thúc bão. Người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống sẽ được sơ tán đến nơi an toàn trước 10 giờ ngày 26 tháng 10. Ông Lê Đăng Tín, Phó trưởng Ban Quản lý Cảng Cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang cho biết, hiện cảng có 177 tàu cá vào cập bến trú bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, di chuyển nhanh. Từ ngày 26 tháng 10, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa. Vừa rồi là những tin tức tại Việt Nam, Phương Anh sẽ quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Đông Âu vật lộn với đợt bùng dịch tồi tệ nhất, Mỹ theo dõi rất cẩn thận biến thể AI 4.2. Theo Reuters, ngày 24 tháng 10 đưa tin, số ca nhiễm và tử vong COVID-19 ở Đông Âu đang liên tục tăng và sẽ sớm vượt qua con số 20 triệu. Khu vực này đang phải vật lộn với đợt bùng dịch tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện, khu vực này đang có trung bình hơn 83,7 nghìn ca mắc mới mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Mặc dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng Đông Âu chiếm khoảng 20% tổng số ca mắc mới được báo cáo trên toàn cầu.
sự gia tăng của Đông Âu đã khiến mức độ tử vong toàn cầu tăng 0,5% và số ca mắc mới tăng 2%. 3 trong số 5 quốc gia tử vong nhiều nhất ở khu vực là Nga, Ukraine và Romania. Hiện trung bình Đông Âu có hơn 83.700 ca mắc mới mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, theo dữ liệu của Reuters cho đến thứ Sáu. Hơn 40% tổng số ca mắc mới là ở Nga, với 24 người dương tính mới mỗi phút. Quốc gia này hôm thứ Sáu đã báo cáo số ca tử vong kỷ lục trong ngày thứ tư liên tiếp. Tại Romania, trung bình cứ 5 phút là một người tử vong vì COVID-19. Các bệnh viện được mở rộng đến mức đột biến, các nhà xác cũng đã được hoạt động hết công suất. Cũng hôm 24 tháng 10, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết đang theo dõi rất cẩn thận biến thể AI 4.2. Bà Walensky thông tin rằng đã ghi nhận một số trường hợp ở Mỹ nhưng nó không phổ biến như ở Anh. Tuy nhiên, nữ tiến sĩ Walensky nhấn mạnh rằng vẫn chưa xác định được liệu biến thể phụ mới có khả năng lây lan cao hơn hay có khả năng kháng vaccine không, mặc dù nó có liên quan đến một số ca mắc ngày càng tăng ở Vương quốc Anh. Nữ giám đốc nhận định, nó có một số đột biến trên protein gai mà chúng tôi chưa thấy có liên quan đến việc tăng khả năng lây truyền hoặc làm giảm khả năng hoạt động của vaccine hoặc phương pháp điều trị của chúng ta. Cùng ngày, trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới ở Berlin, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros nhận xét, với 50.000 ca tử vong trong một tuần, đại dịch COVID-19 còn lâu mới kết thúc. Theo ông Tedros, đại dịch sẽ chỉ kết thúc khi thế giới sử dụng tốt các công cụ y tế cộng đồng hiệu quả và các công cụ y tế hiệu quả. Người đứng đầu WHO nhìn nhận, cho đến nay, thế giới chưa tận dụng tốt các công cụ này. Vị giám đốc đồng thời nhấn mạnh, không quốc gia nào có thể kết thúc đại dịch COVID-19 trong sự cô lập với phần còn lại của thế giới, và không quốc gia nào có thể bảo vệ sức khỏe của chính người dân của mình nếu không nỗ lực bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người. Tin tiếp theo, hàng trăm triệu găng tay y tế đã dùng xuất khẩu từ Thái Lan sang Mỹ. CNN ngày 24 tháng 10 đưa tin, có thể Mỹ đã nhập khoảng 200 triệu găng tay đã qua sử dụng từ Thái Lan. Một chuyên gia tin rằng vụ lừa đảo này có thể lên tới hàng tỷ USD. Theo điều tra của CNN, những chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng có dấu vết từ 2 năm trước. Một số còn dính đất và thậm chí dính máu đựng trong túi rác đã được phù phép thành hàng xuất khẩu. Một trong những công ty chuyên xuất khẩu loại hàng này tên là Paddy The Room. Việc này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung găng tay toàn cầu đang thiếu hụt. Giới chức Thái Lan cho biết họ đã đột kích một kho hàng phù phép găng tay này hồi tháng 12 năm ngoái và đã thực hiện ít nhất 10 cuộc truy quét trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, việc này đã không thể hoàn toàn triệt tiêu Paddy The Room phải đóng cửa bởi họ liên tục tạo thêm các kho hàng khác tại khắp nơi trên cả nước. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý khác. Nhiều quan chức cấp cao Sudan bị bắt giữ. Theo Reuters, ngày 25 tháng 10, lực lượng quân sự đã quản thúc tại gia Thủ tướng Sudan, ông Abdallah Hamdok, và bắt giữ 4 bộ trưởng nội các cùng một số thống đốc bang và thành viên dân sự thuộc Hội đồng tối cao cầm quyền của nước này. Theo nhân chứng của Reuters cho biết, các lực lượng quân sự và bán quân sự đã triển khai khắp thủ đô Khartoum, hạn chế việc di chuyển của dân thường. Trong khi đó, những người biểu tình mang quốc kỳ đốt lốp xe ở khắp khu vực khác nhau của thành phố. Sân bay Khartoum đã phải đóng cửa và các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ. Dịch vụ Internet tại quốc gia Đông Bắc Phi này cũng ngừng hoạt động. Nhiều người mặc quân phục đang kiểm soát những con đường chính dẫn đến thủ đô. Sudan đã rơi vào tình trạng tranh giành quyền lực kể từ khi Tổng thống nước này bị lật đổ vào tháng 4 năm 2019. Ngày 21 tháng 9, có báo cáo các lực lượng an ninh đã đập tan một âm mưu đảo chính. Tại Ý, xin đi tù thay vì ở nhà với vợ. Một người đàn ông bị quản thúc ở Ý đã tới yêu cầu cảnh sát bắt giữ vì không thể chịu được cuộc sống ở nhà với vợ. Đây là một công dân Albania 30 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Rome. Theo cảnh sát địa phương, người này đã chia sẻ với nhà chức trách, "Cuộc sống của tôi biến thành địa ngục, tôi không thể chịu đựng được nữa, hãy cho tôi đi tù." Cuối cùng, anh này đã được toại nguyện khi bị bắt ngay lập tức vì vi phạm lệnh quản thúc tại gia. Cơ quan tư pháp sau đó đã ra lệnh chuyển anh ta đến một nhà tù. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối của Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.